Huy chương vàng là một thử thách nhỏ, và với thử thách đó nếu người nào thắng sẽ được ra điều kiện cho người thua phóng xuống xe. Bây giờ hai đứa cùng nhau phóng xuống xe, nếu mà đứa nào ngồi vậy được chạy lên xe lại thì nó thắng. Chúng ta sẽ tới một cái chỗ bán đồ đồ ăn nhanh, còn trên xe mình vẫn mua được. Ồ đúng không? Thì bây giờ từ sáng đến giờ thế cái tiệm đó nó bán được bao nhiêu cái đơn hàng rồi? Dạ. Thì trong cái số đó ví dụ như là 20 bill đi, anh với em mỗi người sẽ được chọn một số bất kỳ trong số 20 bill đó. À em hiểu, em hiểu. Mỗi người chọn một và số. Nhờ cái người đó làm một cái đơn hàng y chang như vậy mà ra người nào nhiều hơn thì người đó thắng. Trời ơi. Cái bill người nào lớn tiền hơn thì người đó thắng. Cái này đúng là lựa chọn ngẫu nhiên luôn nè. Lựa chọn ngẫu nhiên thôi, hên xui. Hên xui luôn. Đúng không? Được, cái này và được. Và người nào lựa chọn cái nào xong người đó phải ăn hết cái đó. Trời đất ơi. Ủa? Giảm cân mà phải chơi gì nữa hả? Thì bây giờ em đã tham gia với anh để em hết mình chứ không lẽ. Rồi. Bây giờ giúp anh vậy nè, anh muốn biết cái số bill đó để tụi anh chọn. Chọn bất kỳ một cái bill để tụi anh order. Ai mà nhiều đồ ăn hơn là người đó thắng. Random nha, bây giờ em cho anh một cái khoản số thôi. Từ 1 tới 100. Trời ơi, dữ vậy. Ok. Em chọn số 21. 21 hả? 21. Cho em số 44. Trời ơi. Ê, sao tôi thấy 44 mà nhìn nó dài hơn rồi kìa. Nope. Chết rồi. Sao á? Hy vọng là cái đồ ăn của cái bill 21 nó sẽ đắt giá hơn. Ủa? Ủa sao cái bill anh có 40 ngàn vậy? Ủa? Bill... Trời ơi, bill em tới 30 mấy, 300 mấy lần nè. Ủa? À, anh ơi, cái này do ý trời rồi, Vinh ơi. Trời ơi. Chết em á, trời trời. Mọi người bất ngờ quá kìa nè. Có ai chọn, anh chọn đúng không? Đúng rồi. Ôi ý đúng trời rồi anh ơi, ý trời rồi. Cảm ơn mọi người nhiều. Đây mọi người, cái bill của BB là vậy nè. Tôi chỉ có cái ly nước, một ly nước ngọt thôi. Trời ơi. Đó. BB là coi rồi một ly cà phê. Anh ơi, cái này là ai mà order mà dữ vậy nè. Đó. Trời ơi. Bây giờ anh đã thua. Em có quyền ha. Trời ơi, một điều gì đó. Trời ơi, làm sao mà giảm cân thế. Nhưng mà em còn thử thách mà. Em thắng được cái thử thách mà. Đấy. Ủa? Vậy thì bây giờ em sẽ ra thử thách với anh. Bây giờ thử thách gì đi. Anh đang chạy xe rồi, anh đâu có ăn được. Đúng, anh không ăn. Anh cái bill anh chỉ có ly nước thôi. Thì bây giờ em quy định là cứ mỗi lần anh quẹo phải em sẽ đút cho anh ăn. Và em What? Và em sẽ ôm, em sẽ đút cho anh ăn. Kiểu vậy nè đó. Cái gì vậy Vy? Anh sao vậy? Em thắng thử thách mà. Anh phải đồng ý thử thách. Sao vậy anh sao? Chấp nhận không? Phải chấp nhận thôi chứ đâu còn đường nào mà cho chạy nữa. Để em quên nói với anh là như đèn đỏ mình cũng được đó anh. Thôi được rồi, nói thôi chứ anh đường đang thẳng em ơi, mình chưa ra. Thì em nói gì đâu. Anh ơi, trời đường quẹo tới rồi. Ủa? Mới chuyển lên à, chưa có quẹo. Nhưng mà cũng tính là quẹo rồi. Thôi nè, ăn nè. Ăn. Ôi, coi chừng nhiễu kìa, để em liếm cho. Ấy quên coi, để em chùi cho. Nè, coi nè. Không dám quẹo luôn á. Không dám quẹo à. Anh yên tâm đi, tới 4 cái rồi mà anh lo gì. Ê, cái này là mình quẹo lên cầu đúng không? Cái này là mình gọi là quẹo lên cầu. Nè thôi. Từ từ thôi chứ ông xã. Ê quên, anh Vinh. Ê, quẹo rồi. Bởi vậy làm sao mà thẳng hoài được. Cũng sẽ lúc sẽ công thôi anh Vinh nè. Cuộc đời đâu ai thẳng hoài được anh Vinh. Ê, chơi, đổ. Bây giờ thử thách của chương trình sẽ đưa ra cho em làm backup trên xe. Trời đất. Em có đem đồ nghề không? Chương trình sẽ có đồ nghề cho em. Ủa, nhưng mà làm vậy luôn á hả? Thứ như thế là như vậy nè.
Có nghĩa là bây giờ bình thường em make up là 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi mới xong, đúng không? Ừ. Thì bây giờ anh đưa ra là trong vòng 10 phút. Cái gì? Anh nghĩ sao chứ? Trời thì ơi, nó mới tài. Ngồi ở tại chỗ anh make up người ta 10 phút người ta khó miễn, rồi. Không cần đẹp, miễn sao ra con gái thôi. Trời đất ơi, anh ơi, vấn đề là nó không ra con gái mà nó không đẹp luôn anh. Lâu. Có 10 phút mà. Thì chơi không? 10 phút em phải suy nghĩ, em phải tính toán. Rồi. Chơi. Trời, em rất là tự tin vào cái tay nghề make up của em luôn á. Rồi bây giờ em cần đồ nghề gì không? Em đã quá điêu luyện. Ủa anh, cái búp đầm của em chi? Ủa. Trời ơi anh Vinh. Anh có biết là tại sao anh đem búp đầm theo không? Tới bây giờ em mới nói cho anh nghe nè. Hả? Lý do là gì? Tại vì em nghĩ là hôm nay anh chở em sẵn hội về nhà anh luôn. Cho nên là em đem thêm mấy cái đồ nghề của em luôn. Để có gì á, em dù như có ra mắt ba má anh thì cũng có cái để chỉnh chu hơn chứ, đúng không? Em nghĩ vậy thiệt luôn hả BB? Ủa, em đem sao? Mẹ. Ủa? Rồi. Rồi bây giờ chấp nhận thử thách nha. Thử thách. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3 2 1 bắt đầu. Mọi người á, trước giờ có thể là mọi người sẽ thấy make up trên livestream rồi make up ở trên sân khấu này kia, lần đầu tiên chúng ta sẽ thấy make up trên xe. Trên xe với cái thời lượng là 10 phút. Trời ơi rất là nhanh luôn. Nó im im anh Vinh. Vinh cái này là anh cố tình rồi. Đâu có đâu, anh bị lộn. Trời ồ, ơi lộn. Anh bị lộn đã không thắng. Sao em ngồi trên em ngồi mà em mình đã run tay rồi anh, tại vì gấp quá, có nghĩa là nó đang trễ. Vinh đang trễ rồi mà cái anh tài xế anh chạy á. Anh không có biết nha. Ờ ừ, anh nát với em lắm. Vinh cái này là mình chơi không có đẹp nha. Đâu có đâu, trời ơi cái đường nó bị mà anh không có ý đâu. Đang rất là có tâm luôn á. Ở chỗ. Vinh. Hả? Anh phải giữ an toàn nha anh Vinh. Anh đang an toàn, trời ơi đường anh đi. Rồi anh đã khó với em khi cho em có 10 phút mà anh còn thử thách em nữa hả? 2000 years later. 3. Rồi. 2. 1, hết giờ. Rồi, giống con gái chưa? Đại diện của khán giả sẽ là ban biên tập và đạo diễn của ủa? Chương trình. Ủa, gì kỳ vậy? Chứ bây giờ comment đâu có lên kịp đâu. Mình đâu có livestream đâu. Phải nhờ những người đại diện thôi. Cho chúng tôi một đáp án đi à. Đạo diễn ok, rồi. Ok. Đồng ý hả? Ok. Giống chưa? Ok á. Ok kìa thấy chứ. Biên tập. Biên tập thấy chưa ok? Biên tập thấy chưa ok? Là mấy phiếu? Kê bắt tài nữa. Kê bắt tài xe trước nữa. Bắt tài chưa xe cũng ok luôn rồi. Ủa? Là ai thắng? Là em thắng. Yeah, ăn một cái bánh nữa. Thôi mấy giờ mình thua mình lấy em luôn được không? Hay quá à. Lần đầu tiên lịch sử chương trình anh bị khách mời hãm hại. Ủa gì kỳ vậy? Cái này là do anh tự chuốc lấy vậy hả? Cái này em mưu mẹo quá mà.